phương châm là vận động bà con đoàn kết nhau làm ăn thì phát triển kinh tế, làm giàu. Khánh Sơn là huyện miền núi vùng cao ngăn cách với đồng bằng bởi con đèo Khánh Sơn cao vời vợi, là nơi có thung lũng Tử Thần, sân bay Tà Nía, căn cứ Tô Hạp. Miền đất này chiếm số đông 70% là đồng bào Rắc Lây. Với dân số khoảng 24.000 người sống bằng nghề nông và lâm nghiệp với lúa nước, ngô, cà phê, mía được trồng thâm canh thành vùng chuyên canh lớn. Xã Khánh Hiệp, một xã đặc biệt khó khăn, có 4 thôn là đồng bào dân tộc Rắc Lây. Năm 1985, vẫn đang quá trình khai hoang phục hóa, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Năm 2001, đã tạo đủ nguồn lương thực tại chỗ, bắt đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm thay đổi cuộc sống bà con. Việc bảo vệ rừng, trồng rừng được chú trọng. Năm 2010, với hơn 3.200 hectare rừng được trồng, để rồi chính thức có 33 hộ thoát nghèo vào năm 2022. Mô hình trồng sầu riêng đã tạo thu nhập ổn định, đời sống bà con ngày càng khấm khá. Để biến một vùng đất từ chưa khẩn hoang thành trù phú như hôm nay tại thôn Tà Gụ, có vai trò của một người, đó là già làng Cao Lê Dân. Già làng như là một bầu trời ạ. Cùng một người dám nghỉ, dám làm. Đưa mọi người đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Rất tin tưởng. Vì sao tin tưởng là thực tế làm được. Bác già làng em là người rất là tuyệt vời. Nên vậy em rất cần có già làng. Kim chỉ nam châm không thể thiếu trong cái thôn em vậy đó. 16 tuổi, năm 60 thoát ly. Ở cơ quan tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa, mình vào học trong cái trường mạng khoa, xong rồi làm giáo viên dạy chữ dân tộc. Đến năm 79, về nhà cùng gia đình là lao động sản xuất. Ông này là trước nay là ông là cũng được chủ tịch xã, sao về hưu á. Dân bầu, già làng của thôn Trà Gụ này. Ông hiểu hết toàn bộ đó là mới quay lại, ông là tài giỏi nhất, công tác vận động tư tưởng, tinh thần đoàn kết. Thôn Tà Gụ sau nhiều năm được khai khẩn phát triển, những ngôi nhà tạm bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh khi mưa bão đến. Cuộc sống định cư bị đe dọa. Năm 2015, già làng Cao Lê Dân đã đưa ra một quyết định bất ngờ, đó là bù công nhà góp. Hồi đó là khu này là rừng không, không có ai ở. Đất thì rộng mênh mông, có chỗ làm ruộng tốt mà không có ai làm. Tôi bị đây xong dẫn được 5 hộ, rồi bắt đầu khai phá làm ruộng, làm xoài, xoài bắp này. Dần dần dân ở trong cây chai cũng chạy bị đây. Thấy bà con làm ruộng nhiều, nhà nước mới xây cái đập Tà Gụ còn kia. Sáng kia tôi bày 4 xóa đói giảm nghèo, trồng cà phê 1 hecta 2. 7-8 năm sau thì bắt đầu trồng mía, tôi mới bày 10 triệu, rồi mua giống 2 sào. Hai sào được 20 triệu, ồn ào lắm, cây mía đó, hộ nào cũng làm. Đó, lấy giống đó nhân ra, cũng được là 70 triệu. Từ đó mới xin ra làm cái nhà, 70 triệu làm sao mà làm đủ. Thì phải vận động người chung quanh để đóng góp với nhau. Một gia đình là chưa có làm được cái nhà, thì tất cả là 4-5 cái hộ giúp nhau là một cái hộ là sang hoàn thành trong cái nhà. Năm sau tiếp làm một cái nhà nữa, đó là gọi là nâng cửa giúp đỡ. Đây là truyền thống lâu đời, đã gom góp là chỉ có ông nhân dân này là trước nhất, ông là chủ tọa ở đây. Cái công tác nào đó cũng là do ông đó là ông lãnh đạo. Huy động người dân trong thôn là cùng nhau làm giàu, cụ đã vận động các anh em trong thôn á, góp nhau phát triển kinh tế. Làm xong cái nhà tôi góp nhau để làm được 8 cái nhà nữa. Đó vậy đó, nhà góp đó. Sáng kiến là tự sáng tạo ra mà. Bà con là mỗi một hộ là một cái nhà ở trong rừng á. Đang kêu hoài xuống, người ta là núi cao bởi có đất bồi, ta che đất thấp núi người ở đâu. Hồi giờ trong xã Sơn Hiệp này chưa có ai xây nhà gì hết. Các thôn khác là để bắt trước, cũng góp nhau. Mấy cái nhà sau làm quy mô hơn cái trước. Cụ là một người tiên phong và sẵn sàng đi đầu. Khi mình đi đầu thì bà con nhân dân trong thôn thì mới học tập theo. Thì đấy là một cái điển hình từ trước đến nay rất là hiệu quả trong cái vấn đề phát triển sản xuất, xây dựng nhà cửa, ruộng vườn. Tôi cũng vừa phụ trách
kinh tế tập thể, chia sẻ hoa màu, là đoàn kết với nhau, làm bòn công như là mùa tỉa bắp này, giải cỏ này, đồng người làm cơ mỗi hộ là con ngày ngày à. Đứa con xong á, 5-6 hộ, bữa nay làm cái hộ này, làm rừng á, làm rẫy á, mai làm rẫy hộ khác, mốt làm rẫy hộ khác. Đúng là nếu mà 5 hộ làm đúng 5 ngày, đó là tinh thần, đó là như vậy thôi, cũng như là làm nhà cũng vậy. Để phải có đoàn kết chứ, nó mới ổn định, rồi sản xuất, rồi phát triển kinh tế. Chứ còn không đoàn kết thì cái gì đó là cũng thắc mắc với nhau, thì cái đó là làm sao ở gần nhau được. Những cái hộ mà thường lười biếng á, khi làm tập thể là nó không làm biếng nữa. Mà hộ gia đình đó là cũng thu nhập được. Tập thể làm thấy nó khỏe hơn. Là cái đoàn kết nhau là phát triển kinh tế, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, để làm giàu cho gia đình, cho xã hội. Thì gia đình giàu có thì xã hội khỏe lo, xã hội lo cái khác. Là ông Lê Dân, từ làm hợp tác xã cho đến làm tủ bằng bằng cung đuổi cung, ông vận động làm. Nó có từ đó truyền thống rồi, thành lập cái tổ đoàn kết đó. Bác là người rất là nhiệt tình và bác là người hướng dẫn. Cái tư tưởng của cụ cũng rất là tốt, giúp về vật chất cũng như là tinh thần cho mọi người trong thôn càng ngày càng đoàn kết. Cụ giúp nhiều như vậy nên càng ngày thôn càng phát triển á. Chiến dịch nhà góp bù công vẫn đang diễn ra. Vào một ngày, thôn Tà Gụ lại xảy ra một việc chưa từng xảy ra. Những người cô đơn, không chốn nương tựa, bắt đầu nằm xuống. Có một nỗi lo lại đến với thôn Tà Gụ. Ai sẽ là người lo cho họ? Hai mươi hộ nào mà bị đau bệnh mất mát á, là đóng góp hết. Ăn ở bên nhau khi đau khi bệnh thì tôi sớm gì đó là đoàn kết nhau. Bác là người lúc nào cũng tiên phong, nó là ưu tiên người neo đơn rồi giúp cho người neo đơn trước. Từ ngày thành lập đó, bà Bò Thị Hai, Cao Thị Mai, Cao Diên, Mẫu Thị Năm, đó là những người già neo đơn á, không có người thân. Nói chung là nuôi cái người mồ côi đó là toàn là làng xóm giúp không chứ. Giúp đỡ cái gì, nhà cửa đồ cũng có rồi, làm phát triển kinh tế thì không làm được. Cái đó là phải giúp mỗi người là giúp một tay một chân. Tôi thì bàn với ông Thun là đi vận động kêu gọi. Đó là vận động bà con giúp bà Mai, nhưng mà trong đó thì bà Mai là người cô đơn, là không có heo, không có gạo gì hết. Nhờ ông trưởng làng, ông già làng á, Cao Lê Dân, ông là mới đi huy động là dân á, là đi mượn con heo, rồi con gà, rồi sẽ cúng theo phong tục tập quán. Chứ có mặt trận với thôn, đi huy động là từng hộ, từng gia đình. Thì tụi em luôn là kêu gọi, là hộ dân trong thôn, là đi từng thôn để quyên góp. Khi mà đi vận động, giúp đỡ cũng phải vận động bà con, nói ăn nói khéo thì mới vận động được. Người có gạo thì giúp đỡ gạo, người có tiền giúp đỡ tiền, nhưng bà không có người nương tựa, không người giúp đỡ thế thì tập thể phải giúp đỡ thế thôi. Vận động làm mà nó hiệu quả thì bà con nó sẽ về cái tư tưởng sẽ là nó tốt. Thì từ đoàn kết đó mới góp lệ mới được là tiễn người mất đi, thể hiện là cái tinh thần đoàn kết đó là tốt nhất. Cả làng ở đây là có hết, có mặt hết, có khi là không cần đến mời mà vẫn tự động. Khi nào có người chết ra là ta sẵn sàng ở trong trước. Không hiểu vấn đề là tinh thần đoàn kết là nhiều nhất, là lành đùm lá rách mà, đúng không? Tự hào, em thấy là thôn của em khi mà có xảy ra vấn đề gì, hoặc là khi mà nghe tin mọi người khó khăn mà ban nhân dân thôn huy động là mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, góp củi, góp gạo, thổi lửa cùng nhau giúp đỡ và phát triển. Thế đó em thấy rất là tự hào. Cái tâm quan trọng của gia làng và địa phương ấy, và có cái hiểu biết sâu sắc và có cái uy tín và am hiểu pháp luật, là người nói rất là chuẩn để cho cộng đồng dân cư nghe theo. Vai trò của cụ rất là cũng như là người già làng đi trước, tụi em học hỏi theo sau. Tháng 4 năm 2017, sóng gió lại đến với thôn Tà Gụ một lần nữa, đầy đau đớn. Biến cố này lại xảy ra với chính gia đình già làng Cao Lê Dân, từ một vụ án mạng. Thứ nhất bị bắt máy cưa, thứ hai là giành đất với nhau. Đó, hai loại đó mà mình giết người. Cái mũi chốt như thế này, đất đó là đất bỏ hoang rồi, mà nhà nước thu xong rồi bắt đầu nhà nước phân chia đất đai cho dân á, mà chia cho cái bà Cao Thị Hai bên này. Bà già rồi làm không được, bà bán cho thằng rể tôi á.
Huy á, đất khu đó Huy nó phát nó làm thu hoạch một vụ keo rồi mà nó tranh giành là nó phá rừng sau rồi nó giấu mấy cưa trong rừng. Cái thằng này là đi vào rừng bảo vệ rừng á, phát hiện á, thấy cái máy cưa người ta giấu rồi xách về, còn bị là nó phá rừng á, nó giết thằng rể tôi. Cái khi mất của là gia đình vẫn có là trông cất đàng hoàng, có trách nhiệm hai họ hai thu gia. Bây giờ là ông dân không thấy không ngồi ý muốn, ai cũng muốn thấy đâu, nhưng mà ai xảy ra cái chuyện đó đó là khó khăn giải quyết. Bờ hiến đó là con của ông gần đây nữa, nó với cái thằng Quy này cũng như anh em với nhau mà nó thù quá. Đáng lẽ là thế này nè, gia đình bị đâm con của tôi gọi là đi gần gũi gia đình ở đây, không có gần gũi gì hết, đứa con sinh ra phải dễ đâu, nuôi nó từ dốc sữa mẹ. Đến bây giờ mình nói quá thì cái bên đó đáng lẽ gần gũi, động viên vì gia đình khó khăn, không, từ đó đến giờ không có. Nhưng mà nói về con cháu, nói về ra luật pháp, trên đó rõ ràng, cụ thể, hai đứa bên gọi là trao đuổi với nhau, đôi lúc là mẹ ở nhà, đôi lúc nhớ đi con khóc. Khi họp thôn á, mấy tụi này đâu có đến họp, không có đến họp. Ở trong rừng, tha rừng, máy cưa, đi cưa cây, gỗ. Con tôi này, tí này, không có đi về nhà bên đó được. Nó tức giận trong bụng, trong gan, không gặp nhau. Mà mình xử không được. Nếu mà người khác thì mình xử được. Còn cái này là biết đâu con của mình là nó không có đi gặp bên kia nữa. Lúc mới xảy ra đó, lung tung. Nó cũng muốn thù oán chứ. Hai bên gia đình cũng tác động. Tác động là với bố mẹ của thằng Hiến kia. Bố mẹ nó thì cũng hứa hẹn để đền bù. Nhưng mà trong gia đình là kiên quyết đền bù nhiều lần rồi. Mà bây giờ có luật pháp người ta hứa hẹn rồi, đi vào tòa án thì tòa án cũng hứa là bảo thằng Hiến là phải đền bù nuôi hai đứa con nè, rồi về nuôi ông già bên kia. Vợ của Hiến thì ít gặp lắm, nó thì xin lỗi thôi chứ còn. Rốt cuộc từ đó đến bây giờ chờ không có thì thôi. Bây giờ thôi, hai bên bây giờ có chấp nhận không có đền bù hết. Thì giờ biết là mình tiếc là con mình thương con mình không biết nói sao được thì thôi giờ mình chấp nhận thôi, để mình cũng bỏ qua thì hai bên xưa gia mà hai bên còn là người uy tín nữa, già làng uy tín nữa thì thôi mình cũng bỏ qua đi. Bên này thì hết rồi, hết thù hết oán rồi. Vì sao vậy là nó qua quá khứ thì nó cũng trong bụng gan thì không có ức gì nữa. Mình là ước mơ là để thằng Hiến nó về. Mình mới chấp nhau là hai bên. Thì như vậy là làm sao hứa hẹn với nhau là từ đây đến sau này đầy con đầy cháu không bị thù oán nữa. Thì đoàn kết nhau thì tối đèn tắt lửa rồi cùng nhau là góp phần với nhau. Cổ thì như vậy cũng là tốt cho đôi bên, cũng tốt cho làng xóm với nhau. Mà quá căng thẳng với nhau thì tình làng nghiêm xóm cũng không có gọi là đoàn kết nữa. Nếu mà mình, người thân của mình á, mình cảm thấy rất là đau, nhưng mà bác vẫn giữ được cái sự bình tĩnh, vẫn như mọi ngày. Trước những cái nghịch cảnh, bác thì vẫn luôn tận tâm tận lực với bà con trong thôn mình thôi, nhưng bác vẫn rất là tuyệt vời. Vai trò của cụ rất là quan trọng. Đã hiểu biết tất cả các cái quy trình của nhà nước, truyền đạt lại cho bà con ở đây, con cháu phải học tập theo ông. Khi mà như vậy thì cụ cũng đã hướng dẫn, cái đó là tụi em tuổi trẻ sau này là cũng cần rất là học hỏi ở cụ. Có gì khó khăn cũng vượt qua hết, không phải một mình ông làm được. Vâng, đơn các con các cháu phải làm suy nghĩ như ông. Chấp hành mình nói tới đâu họ chấp hành tới đó thì mình cảm ơn, mình phấn khởi, nhất là họ tin tưởng vào lời nói của mình. Cô là một người rất là uy tín đối với góc độ địa phương, thì cô là một tấm gương sáng để cho con cháu, gia đình, dòng họ và cộng đồng nói theo. Các bốn làm không thể thiếu được các cái vị trí vai trò của cô già làng.